Bảy điều mấy thằng tán gái giỏi thường làm sau 7 giờ tối sau khi kết thúc hết những công việc thường nhật. Sau 7 giờ tối sẽ là lúc những tên tán gái giỏi chăm lo cho cuộc sống và những mối quan hệ của mình. Dẹp bỏ hết mọi sự phán xét qua một bên thì anh em sẽ hiểu được rằng có một số gã đàn ông xem chuyện tán gái cũng như những mối quan hệ với phụ nữ là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình tất nhiên đây không hẳn là lựa chọn hay cho cuộc sống của anh em nhưng nếu các ông muốn học hỏi thêm một số điều hay ho thì đây sẽ là một nguồn kiến thức rất ổn áp đấy tập trung vào thể hình và sức khỏe anh em có thể bắt gặp những gã đó ở một phòng gym một sàn tập võ tự do hay một sân bóng rổ vắng người nào đó Vấn đề rằng họ hiểu được ngoại hình cũng như phong độ đóng vai trò quan trọng trong việc tán tỉnh phụ nữ thì nó đúng quá đi mà. Tán gái giỏi thì trước hết cứ đủ sức thu hút được ánh nhìn của họ cái đã, mấy cái dâu ria khác tính sau cũng được và lại sức khỏe lúc nào mà không quan trọng. Khai thác sức mạnh của hẹn hò 4.0 không tìm kiếm những mối quan hệ thông qua mạng xã hội hay các ứng dụng hẹn hò chưa bao giờ là lựa chọn tôi thành ra một vài thanh niên vẫn dành ít thời gian mỗi buổi tối để lang thang trên mạng, tìm kiếm mục tiêu, nhìn chung thì đây cũng là một cách hay, nhưng anh em cũng nên lưu ý một chút. Kiểu xác định an toàn 100% rồi hẳn nghĩ đến chuyện gặp mặt trực tiếp trên đấy loạn lắm nên xem bảy tip để những cuộc trò chuyện trên Tinder không đi vào lòng đất học thêm mấy món nghề để làm tài lẻ biết lái mẹt bằng một tay cũng gọi là tài lẻ nha anh em, ok tôi đùa thôi. Thông thường những tài lẻ mà các thanh niên nhà mình hay lựa chọn để gây ấn tượng với gái đều liên quan ít nhiều đến nghệ thuật cầm kỳ thi họa đủ hết quan trọng là anh em thích món nào mà triển thôi, ngoài ra thì mấy thứ liên quan đến kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý hay thậm chí là bói bài tarot cũng khiến nhiều cô liêu siêu. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là tạo được cho cô ấy mấy phần bất ngờ, tìm kiếm những cô gái cực phẩm ở nơi đông người, tất nhiên muốn tìm cực phẩm thì phải đi đến những nơi có đông người, cực phẩm đó có thể là cà phê, gặp gỡ những người bạn mới hay một buổi tiệc vui vẻ nào đó, anh em lười nhác không chịu đi đến mấy chỗ như này rồi trách làm sao mà mình lúc nào cũng ép ấy không ai chịu quen. Những nơi như này có rất nhiều cô gái đúng kiểu hình mẫu phụ nữ ca tính, hiện đại, một cô gái nóng bỏng với ly rượu trên tay, anh em còn mong chờ gì hơn vậy nữa nên xem khi đã quá mệt mỏi với chuyện gái gú anh em mình nên làm gì phát triển bản thân tranh thủ cưa thêm cô nàng đồng nghiệp tất nhiên làm việc hết sức hết mình ở văn phòng sẽ mang lại cho chiến hữu nhiều lợi ích trong sự nghiệp cũng như thăng tiến nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề phần còn lại sẽ nói về khả năng cho anh em tiếp cận cô gái thông minh lém lỉnh ngồi ở bàn bên kia người cũng hay ở lại làm việc trễ chăm chỉ chút đê mấy thanh niên tự nấu cho mình một bữa ăn ngon lành anh em biết một gã giản ông tự nấu ăn nó quyến rũ đến mức nào mà đúng không còn nếu chưa nghe qua thì hôm nay có ông có thêm một chân lý để ghi nhớ rồi đấy việc tự nấu ăn chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả tức thời nhưng những tay tán gái giỏi hiểu được sức nặng của một bữa ăn đủ ngon rằng nó có thể đánh gục mọi lớp bảo vệ từ các cô nàng khó tính tân trang bản thân tại các trung tâm mua sắm đàn ông hiện đại mua sắm không phải là cái gì đó quá xa lạ nữa nhất là trong thời đại ngày nay thành ra anh em cũng đừng nghĩ về nó quá nặng nề cải thiện diện mạo bằng một cái đồng hồ chuẩn chỉnh, một cái áo vừa dáng người, tất cả đều khiến anh em trở nên hút gái hơn, nhờ đó cũng tán gái giỏi hơn. Nên xem 6 kỹ năng cơ bản trong ăn mặc mà gã đàn ông nào cũng nên master, mong rằng anh em sẽ không bỏ phí cuộc đời mình bằng những bữa tối nhàm chán nữa.